Chào mẹ mới, các con chào các cô chú nào. Chào các cô chú các bác nào. Đó, sáng thì ra là sau ăn cơm rồi mọi người ơi. Ăn cơm mà ăn tép này. Đây. Có rau muống này, có tép này. Đó, tép xay đấy mọi người. Ăn hết mà âu nhỏ rồi, bây giờ sang âu lớn này. Đó, ăn xong vẩy hết ra ngoài như thế này. Của các con sáng ngày ra là cứ nhảy ra là chui vào đây thôi. Đó, trông bẩn thỉu chưa, có để sẵn chậu nước để cho nhảy vào tắm nhưng không dám tắm mọi người ạ. À, không em nào dám tắm cả. Xin chào các cô chú anh chị nha, chào tất cả quý vị khán giả nha, chúc quý vị khán giả một ngày mới thật là vui vẻ này. Màu hết rau rồi còn cái âu nước kìa. Đó, cứ sáng này ra là con tự giác con đưa nhau vào đây, đưa nhau vào đây. Chị cái gì ở trong này là còn dọn được. Đó, chả thấy lớn đâu, bây giờ là được 1 tháng rồi, hôm nay là được tròn 1 tháng tuổi rồi mà chỉ thấy mỏ to với cổ dài ra thôi, người vẫn nhẹ bẫng ra. Đó, ăn rau ấy mọi người, ăn rau muống. Bé thì lông vàng mà xinh, mà bây giờ lớn lên là lông hết vàng luôn rồi, lông xấu rồi. Giờ các con đang dậy thì rồi, dậy thì chuẩn bị mọc lông măng rồi. Ngày nào cũng lõm bõm ở đây. Xin chào quý vị khán giả nha. Gái đấy, ngứa lắm rồi, bẩn lắm rồi mà không dám tắm mọi người ạ. À, không dám tắm. Thứ bảy này sẽ tắm cho sạch sẽ nha. Bảy để tắm sạch sẽ cho đi chơi nha, cho đi xe hơi đi chơi nha, đi ra đi shopping, đi dạo phố phường nha. Đó, ăn xong 17 tứ lung tung. Bây giờ còn em chip này, em mắm này, em lì này, và em bông, 4 em. Vì nó thích ăn con nước mọi người ạ, lúc nào nó cũng sẹp ấy, phải có nước, nó không ăn khô được mà ăn nước xong nó cứ ị xì xòe suốt ngày ấy. Chào các cô chú anh chị đi con ơi. Và chào quý vị khán giả nào. Xong là ị luôn ra đấy, em chỉ cần lấy cái vòi em xịt một cái là xong, nó không hôi hám, không bẩn thỉu. Xong rồi hết ngày mà đi sang chuồng là em sẽ cho xà phòng vào đánh. Bông ơi, bông ra ăn với các anh chị đi con. Bông ơi, đó em đầu đen đít đen nên là em bông mọi người ạ. Em này hơi lười ăn. Bây giờ thì là em mắm là to nhất đàn. Ra sau nhưng mà vẫn to hơn. Em bông là chỉ cả, em chip là chỉ cả này, bông là thứ hai này. Xong rồi đến mắm này mới đến lì. Thì là mấy ngày thò mỏ ra xong rồi mới ra đấy mọi người. Chén đi con ơi, chén no đi mẹ đi làm. Đây, lấy luôn cái vòi xịt, nó ị ra thì mình xịt, mình xịt cho nó sạch, thôi xuống cống. Đó, thấy mẹ xịt một cái là túng tụng hết ra đây, sợ nước mà. Xịt ở bên trong
xịt đến đâu mình xịt đến đấy thì nó sạch. Một ngày mình cứ xịt khoảng 5 lần 6 lần ấy thì nó không có mùi mẽ hôi hám gì đâu. Cho mọi người bảo vui vịt là ngại lắm. Đó, đi ra gần máy đấy mẹ quay nhá. Mắt to tô lố ra, mọi người thấy không? Mắt to, mỏ to, cổ dài, chả thấy béo gì cả. Không cho ăn đồ béo, cứ bé mãi như này cũng được. Ôi trời, chân. Trơn quá, chân chân. Em đang tắm khô. Anh em tắm khô, không giọt nước mà em vẩy em như đúng rồi ấy. Mà chả chịu tắm nước gì cả. Có chậu nước không chịu nhảy vào bơi. Thứ bảy là sẽ cho bơi nước nha. Ăn đi. Ăn cũng nhiều lắm ấy nha mọi người nhá, không phải là ít đâu. Một ngày em cho là 4 lần cái chỗ kia đấy. 4 âu cơm và 4 âu rau ấy mà ăn hết ấy. Mai thử cho ăn cám xem. Chào các cô chú anh chị nha, chào các bác nha, các ông các bà nha, chào quý vị khán giả nha. Đó, hành trình nuôi con khôn lớn này. Đấy, quý vị khán giả cũng muốn là để theo dõi cho các con khi nào mà được 3 cân thì xem xử lý thế nào này, ngày nào cũng cập nhật tình hình của các con cho quý vị khán giả xem nha. Quý vị khán giả xem thì nhớ đăng ký kênh cho mẹ cháu nha quý vị ơi, để cập nhật tình hình các cháu như thế nào nha. Đấy, ở bẩn quá mà ngứa rồi, ghẻ đến nơi rồi, rỉa cái gì. Mai thử vạch ra xem người có giận không nào, ở bẩn thế này cơ mà. Mấy cái hột nước cứ bẹp bẹp suốt ngày. Đấy, đạp đổ cái ấu nước rồi. Con đạp đổ cái ấu nước rồi. Cái gì mà uống. Bơm lên. Đó. Cứ bơm nước, thấy nước cái là sợ là chạy. Té khói á. À, trời ơi, cái cánh bé xíu xinh á. Rồi, vươn cánh lên. Mà cánh thì bé và tí tẹo này thì bao giờ mới làm cánh dinh nước mắm được. Ừ. Bao giờ mà chặt cái cánh kia để mà rim nước mắm được. Bé xíu xiu thế này bao giờ mà rim nước mắm được. Bao giờ mà tẩm bột để mà chiên thành KFC được. Ừ. Ôi xin cảm ơn quý vị khán giả đã luôn luôn quan tâm và ủng hộ đến kênh của mẹ cháu nha. Cháu xin chào tạm biệt quý vị khán giả đây. Mẹ cháu phải đi làm rồi. Bye bye cả nhà nha. Bye bye.